thập phương thường trụ tam bảo, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con tên là Đặng Thị Nga, pháp danh hiệu Diệu Đạo. Con xin phát nguyện đọc bài kệ phẩm 12 trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức quay thần, kiếp số hàng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ tơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, lẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau, nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sinh, người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chiêm lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đứng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành, có kẻ phát tâm tục kinh sách, muốn độ chúng sinh khỏi tai ách, dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn xót mất, người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục uống ăn các ngọa phụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bầy trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, xanh nóng ân trọng cử nữ tân, rượu thịt tà dâm cùng rối luống, trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, tức rồi liền đặng trí khôn manh, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, ngàn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài, chúng sinh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họa hoạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào, dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác thầy tiêu ngay, dẫn đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài, muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều lỗi gian nan khốn khôn lường, sắm sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thưởng an sướng, Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dâng y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành, nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sinh tử khỏi, Quán Âm nên biết gắng khuyên bày, truyền khắp hằng xa nhiều nước cõi, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Con xin hồi hướng hết công đức học thuộc bài kệ này đến cho cả tất cả chúng sinh trong ba đường ác, địa ngục, súc sinh, ngã quỷ, nguyện cho các chúng sinh sớm được nghiệp chướng tiêu trừ, tăng trưởng thiện căn phước đức, có duyên với Tam Bảo, với ngài Địa Tạng Bồ Tát, phát tâm báo ơn hiếu kính với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô A Di Đà Phật. Ha ha ha, Bổn Sắc Mô Đi Sô Ha.